Hôm nay mình chia sẻ anh em kèo 6S Plus mất cam sau nhá. Mất cam sau thì thường là do ấy thôi, do bị mất áp cấp cho cam sau. Còn là số 4 ghi à? Nhìn về 0208. Và cam này sau đen xì xì cho nhá. Cam sau này đen xì xì này. Cam trước này bình thường này. Cam sau đen xì xì này. Bật flash cũng ẩn nhá. Đó, mất cam sau nhá. Cam sau không bật được flash nữa. Mất cam sau flash bật sẽ không bật được. Không hề sáng gì cả. Con này nghi là do mất áp camera. Camera mình đã thay thử lúc nãy rồi. Thay thử mấy cái và đều không được nhá. Chắc cũ là phải test. Cam trước này. Cam sau này đen xì xì cho này. Bật flash cho nào. Bật. Không chụp được ảnh nữa nhá. Cam sau đen xì, cam trước ok. Con này thì mình theo như mình gặp thường xuyên là do bị mất áp cấp cho mấy camera sau nhá. Giờ tiến hành ra đo lại, bởi vì cam sau là liên quan đến cái đường này. Thường thì thường hay mất lỗi con này này. U3200 cấp áp 2V85 cho camera sau. Đấy, thường là mất áp này. Hoặc lỗi. Thì mình sẽ tháo, sẽ bỏ con này ra. Mình sẽ mượn áp của cam trước đây này. Áp cam trước là 2V85 của cam trước này, câu sang đầu này. Đấy, câu sang 2V85 cam sau. Mượn hai cái này nha. Câu thẳng từ đây sang đây. Bỏ này ra. À, nếu ai không muốn bỏ thì tôi sẽ bỏ con FL này. Rồi câu thẳng từ đây vào bên trong này. Thông thường mà dưới nước sẽ hay thối chân chỗ này này, khu vực này này. Đây, thối con này. Thì mình thường sẽ đục bỏ đi. Còn nếu chuẩn ra phải đóng lại, nhưng mà người Việt Nam mình lười lắm, toàn câu tắt thôi, mượn áp ở đây. Câu sang đây. Đục bỏ con này đi. Không thể không đục bỏ không được đâu nha, không đục bỏ con này sẽ họ dò áp nha. Nên ta câu từ đây sang đây, đục bỏ đi, hoặc là ta câu từ đây sang đây. Bỏ con FL cho này đi. Đấy, bỏ con FL này đi, câu từ điểm này sang nha. Áp 2V85 của cam trước, câu cho áp cam sau. Đấy, hay mất đường này cực. Về đầu tiên cứ câu đi, xong kiểm tra các đường khác. Như này FL này, những đường áp này 1V2 này. Mấy đường này, nói chung là có sơ đồ, cứ xem theo sơ đồ này. Nó sẽ ra thôi, tương đối. Con FL này kiểm tra vị dính nước rất hay nổ cho cái quận FL này. Con R này thì không bao giờ nổ, chỉ có một chân là phải nổ cái hàn lại nhá. R thì không thể bỏ nha, còn FL này thì câu tắt nha. Tụ thì có thể bỏ, một số có thể bỏ, một số không. Đấy, bây giờ tiến hành nó làm cái con máy này nha. Cả đã tháo ra thử cam mấy lần rồi. Con máy mình có thể để trên này làm luôn nha, vì máy này tháo pin tháo hết ra rồi. Mình đã đục sẵn đây rồi này, mình vừa nãy đục thử ra rồi này. Bây giờ tôi này câu nhá. Đục bỏ con này rồi, bây giờ tôi này câu. Câu từ đây. Hình sao sao giống phết rồi. Đây bị một chân chỗ này, con này dính nước mà thối góc này này, thối góc bên này. Thối góc này, bây giờ ta sẽ câu từ con tụ này sang tụ này. Câu thẳng quá. Tụ to to chưa, con tụ to to chưa? Đấy, câu từ đầu tụ này sang đầu tụ này, hai đầu tụ này. Hai đầu tụ là xong rồi. Đấy, sẽ có áp 2V5 cấp cho cam sau. Và lên được cái không là biết ngay trong tích tắc nữa thôi. Chắc kính dễ câu rồi không? Để đây nghe sợ hơi khó câu đấy. Chân kính đi. Chân kính nó dễ nhìn đi. Chân kính thì hiển vi nhau, dễ nhìn nhá. Cổ mặt thường sẽ nhận kính vi mới nhìn mới rõ được. Sáng lên đã mới tốt được không? Sáng câu làm sao rồi? Sáng thiếc này là người ta sẽ sáng thiếc nha. Bộ cho thêm thiếc vào hai đầu tụ này mới dễ câu chứ. Thấy chưa? Nó sáng hai đầu lên. Thực dây thì dùng một chiếc bột thì dùng nữa, làm sao hai chân này nó phải sáng lên một tí. Có thêm thiếc vào đấy thì hàn nó mới dính được. Không có thiếc thì làm sao hàn dính được. Câu hai đầu này với nhau. Rất đơn giản thôi. Không có gì là phức tạp cả. Đó, thì sẽ xây mảnh mảnh kìa. Chơi dây cầu rất mảnh nhá. Không báo. Đấy, tại sao phải có thiếc vào để báo, không có thiếc vào không báo vào dây câu.
bám một đầu. Đào bám. Đó, nhìn cái dây rất rất rõ nha mọi người nhá. Cắt bỏ dây câu đi nha, cắt bỏ phần thừa nha. Cho sẽ cắt bỏ phần thừa dây câu đi. Rất đẹp. Thấy sáng chưa? Hai đầu tiếc đã bám hết chưa? Dây câu chắc chắn chưa? Phải tráng vào thì nó mới chắc được nha, không tráng thì không dính được đâu. Câu làm sao với dây câu phải chìm thiếc hai đầu đấy, thấy không? Một sợi dây rất mảnh đó, ta xong luôn rồi à? Câu như là quá rồi, giờ ta đóng vào ta thử nha, xong lên nó nhá. Lắp cam vào này. Lắp camera nên đảm bảo về làm sao test được camera trước khi để sợi dây câu cho. Ờ đây đây, chì lại. Đây có sợi dây trắng trắng cũng còn này, nó lù rồi đó. Đấy, sợi câu bay trên trời đây. Rồi ta vào test thử xem lên không nào. Chị lên thông thường 6F Plus thì câu xong này thì lên 90% lên. Còn xui lắm mới mất đến các cam cam khác. Mà lưu ý lắp 6F Plus thì đừng lắp pin trước nha, lắp pin sau cùng là vỡ mồm ấy nha. Sim này đang bị khóa phải lắp vào. Mở khẩu mất việc. Chưa ăn cáp này. Loại cáp hoàn thành cho nào. Ấn thẳng xuống. Không ăn thế được, ăn thế nguy hiểm. Ấn thẳng thôi. Còn chưa đóng cáp, chưa ăn thôi. Ấn thẳng thì nguy hiểm lắm. Tốt nhất là khởi động lại chắc. Tốt nhất là khởi động lại chắc cũ nhất. Số vẫn vỡ thế. Số lớp 4 thôi biết. Nào lên ông nào, một sợi dây câu thân thành gọi là khoảng độ 0.5mm dây đồng đó, đấy rơi vào 2mm hay 30mm chứ sao nào được không nào mọi người nào. 888 sim khóa, sim khóa lắm mật khẩu quá là khóa. 1 lại lắm mật khẩu, 1 2 3. Ôi giời, đã lên nha, nhưng cam này hơi mờ nha. Lên là hơi mờ nha, mờ là do cam thôi. Mờ là do cam thôi nha, cam trước đã lên này. Cam sau, cam trước đều ok này. Cam trước thì vẫn thế, cam sau lên rồi. Flash này. Flash bật phân lên. Flash lên này, thấy chưa? Ok chưa mọi người? Chỉ một sợi dây câu thôi, cam này hơi mờ. Cam này cam nghe có vẻ hơi xấu. Do cam nha, không phải là do mình câu ấy đâu. Câu đấy đúng áp, ở đây cam bẩn thế này. Máy dính nước cam bẩn thế này chẳng mà lau vệ sinh đi ra sạch mẹ. Bụi cam này, bụi cam bị mà. Cam bị bẩn. Rồi, ok, bây giờ tháo ra vệ sinh lại cam là nóng vào máy trả khách thôi. Lau lau được coi cam này. Mở tin, tin. Đếch để lại, đếch lau được. Nhấc cam ra luôn. Để thấy không lau được đâu. Nhấc cam ra không có kính. Kính bụi quá. Đó kính mà. Thôi tháo ra lòng cà phần nữa xong nhìn nét hơn. Đấy nét hơn đầy này. À, như này. Ừ. Rõ hơn chưa? Cam để bên ngoài gạch ra ngoài nha. Rõ hơn. Đơn giản chưa? Đây là vẫn đang mắc kính kiểu kiểu nha. Ok. Tháo ra. Thôi lau cho phát nữa. Nốt đi bạn lau. Cho nhìn nó cách đẹp luôn này. Cam này nó không đẹp, cam này dính nước rồi. Nó tương đối thôi. Đây, sợi dây câu vẫn còn đây này. Đấy, thấy chưa? Sợi dây câu cái tí đây chưa? Tháo lại chạm mẹ dây câu. Đấy, đục bỏ cái IC này đi. Câu từ đây sang đây. Từ đầu tụ này sang đầu tụ này. Đấy, sợi câu lại trắng trắng lại. Thế thôi. Kính cam mở tít thế này làm sao mà nó nét. Nó lâu qua tí. Cam này nó sẽ là cam tàu cho tiện tàu này.
Không tàu á. Chuyện đấy. Nó nhìn cũng đen phết rồi. Nhưng mà cái chuyện đây này. Chuyện là chắc là bóc có khác ra. Hàng đã bọn nó đã sửa hoặc đã gì đấy rồi. Cái chuyện hàng hàng đi qua cái cửa hàng rồi. À, cam đã sửa rồi. Không lấy kính thì đỡ hơn được. Này máy dính nước à? Máy dính nước mà. Sóc cắt hơi xấu. Gì cả vỏ thế gì? Vỏ có gì hết thế gì? Vào đây đủ lịch sử trả khách. Những con máy rung mà nhiều con đóng cái gông này vào cũng bị rung này, tỉ sát xuống cam quá. Để chống nhiễu nhá. Nhiều người tháo ra rơi mất ra ngoài không biết lắp vào đâu, lắp vào đây. Vị trí lắp là ở đây. Rất nhiều người đi hỏi cái này lắp vào đâu. Thì họ thở dậu quên. Hoặc là dây chống nhiễu cho cam. Nhưng cam này vẫn là xấu. Như này cái dính nước thì tỷ lệ xấu nó cao. Lại dây câu này, nhìn này. Thấy không? Thấy nha, câu như này nha. Bỏ con này vào câu, rất đơn giản. Biết, bỏ ra nhìn thấy sâu xấu là biết rồi. Đóng này trả khách, đây đang lắp pin 7 plus nha. Pin để test thôi. Thì xác của máy này là máy dính nước. Không lắm. 7 plus nó ngắn hơn mà. Lắp vô tư vẫn chạy bình thường. Ôi, pin là pin chai. Pin chai nặng luôn. Lên nguồn luôn rồi. Đấy, pin chai lên nguồn luôn. Xem mặt ngoài cam bị bẩn không? Lau trong sạch sẽ ngay. Sạch hơn hẳn. Cam sao sẽ nét hơn là cái chắc. Hai ba, đấy, nó căng chưa? Nhớ hẳn luôn. Thấy chưa? Căng đét đèn đẹp chưa? Thấy chưa? Rồi. Cam trước, cam sau lên bình thường nha. Đấy, ok rồi. Bình thường nha. Ok, không may cho khách. Đóng một xong nha. Chúc mừng mọi người nha.